có giới thiệu một mẫu màu đen kiểu giày sandal mới nhất 2019 vừa về cửa hàng. Thì ảnh cũng chưa kịp chụp đưa lên web luôn. Thì mình tiện điện thoại thì mình review cho anh em xem. Nếu anh em có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ mua luôn. Đây là một mẫu sản phẩm mới nhất, nói chung là về chất lượng thì là da thật, anh em để ý kỹ. Các đường kim mũi chỉ thì cũng được khâu rất là tỉ mỉ, bo các đầu lại. Đó, chất lượng da thì mềm mại. Quan trọng là đôi giày này nó cũng khá là thơm. Anh em mua về anh em sẽ cảm nhận được cái mùi thơm của da. Tổng quan đôi giày thì khá là ổn. Đế kép bền bỉ. Da bò. Có một chút đường sóng trên da. Đây là công nghệ thuộc da mới nhất. Khá đẹp. Cảm ơn anh em đã xem video.